Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn quay lại với loạt bài học tiếp theo về Arduino ha. Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn với các bạn cái bài học thứ hai, đó là nút nhấn. Đó thì cái nút nhấn này nó cũng tương đương với một công tắc ha, nhưng mà cái trạng thái của nó, đặc điểm của nó là khi chúng ta nhấn nó buông ra thì nó sẽ trở về cái trạng thái ban đầu. Đó, thì cái ứng dụng của nút nhấn này cũng khá là phong phú và hấp dẫn các bạn. Đó, thì trên màn hình các bạn tôi có liệt kê ba cái dạng nút nhấn như thế này. Hôm nay tôi sẽ thực hành trên cái nút nhấn này. Thật ra hai cái nút nhấn còn lại thì nó cũng tương tự thôi. Đó. Thì chúng ta nhìn qua chút xíu về cái cấu tạo của cái nút nhấn các bạn. Đây thì cái nút nhấn của mình sẽ có bốn chân như thế này. Đây, đặt là A, B, C, D ha. Thì mặc định đó là cái chân A, D và B, C nó sẽ nối với nhau, tức là hai cái chân này và cái chân phía sau của nó đó, A, D và B, C nối với nhau. Tức là khi chúng ta không nhấn nút đó, thì sẽ có dòng điện chạy qua từ A, C và B và A, A, D và B, C ha. Trong khi đó là cái chân giữa cái chân là của chân AB là không có điện nè, CD là không có điện nè. Và khi chúng ta nhấn đây cái công tắc như thế này, khi chúng ta nhấn xuống, chúng ta nhấn xuống thì sẽ có dòng điện chạy từ A qua B này, hoặc là từ C qua D, hoặc là từ A qua C, hoặc là từ B qua D. Đó, tức là bốn cái chân này nó được nối lại với nhau. Đó, thì thật ra nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Đấy. Và đây là cái công tắc ở ngoài thực tế này các bạn. Đây. Đây thì khi chúng ta không nhấn thì chân này nó hở nè, tương tự như vậy ở phía sau, chân này và chân này hở ha. Khi mình nhấn nút xuống, nhấn này nó có cái tiếng kêu này, nhấn xuống này thì hai chân này sẽ nối lại, tương tự như vậy hai chân này nối lại, tức là khi chúng ta nhấn xuống thì tất cả bốn chân này nó sẽ được nối lại với nhau hết nè. Khi mà chúng ta không nhấn thì hai cái chân này là nối với nhau, hai cái chân bên kia nối với nhau, nhưng mà hai chân cùng một phía thì nó hở ha. Đó. Rồi cái bài hôm nay là trước hết là chúng ta sẽ xác định cái trạng thái của một nút nhấn, tức là chúng ta sẽ tìm hiểu xem khi nào cái nút nó được nhấn, tức là khi nút nó được nhấn lại với nhau thì nó sẽ có cái dòng điện chạy qua ha. Dòng điện chạy qua lúc này đây, chúng ta nhìn trên sơ đồ đây, một chân của nó tôi sẽ nối với cực dương của cái 5V của Arduino này, một chân ha, cho nó đi qua một cái điện trở và nối với cực âm. Và cái chân âm này là tôi sẽ nối cái tín hiệu đi qua bên cái cổng số 2 ha, cái jack số 2 của Arduino. Thì thật ra từ 2 tới 13 cái nào cũng được hết. Đó, thì khi chúng ta nhấn nút cái điện trở này á, là chủ yếu là chúng ta nó giống như là một cái thiết bị sử dụng điện ha, là để chi, để khi chúng ta nhấn cái này dòng điện nó chạy qua thì nó không bị quá tải, nó không bị ngắn mạch ha, nó có cái thằng này. Rồi thì khi chúng ta nhấn có dòng điện chạy qua thì cái dòng này nó cũng sẽ kích lên cái chân số 2, và chúng ta đọc cái chân số 2 để chúng ta biết là khi nào có dòng điện chạy qua. Nếu mà có dòng điện chạy qua có nghĩa là cái nút này đang được nhấn. Đó, nút đang được nhấn. Rồi bây giờ cụ thể ở trong cái, rồi chúng ta kéo cái bo vào, kéo cái Arduino vào. Rồi trên đây nó có cái nút nhấn này ha, push button. Rồi cái chân bên đây tôi sẽ nối với chân dương màu đỏ. Rồi ở đây tôi nhấn một cái điện trở vào. Rồi mình sẽ xoay cái điện trở này ha. Rồi, rồi cái này tôi sẽ gắn với cái chân âm ha, màu đen. Rồi đó, thôi giúp tôi nối với cái 5V. Rồi đèn nó dưới rào, rào tức là mắt đấy. Rồi ở đây tôi sẽ nối một cái dây đây. Qua chân số 2 của cái Arduino. Rồi bây giờ tôi mở code lên, lock chuyển sang test. Ok. Rồi
mình khai báo cái chân ngành đặt là công tắc ha, công tắc bằng chân số 2 và pin mode công tắc. Cái này là input tại vì cái chân này mình nhận tín hiệu ha, mình nhận tín hiệu vào thì mình khai báo nó là input. Ok rồi. Ở đây mình sẽ zero chấm begin 9600, mở cái vòng 9600 này ra. Rồi mình sẽ khai báo một cái phím để mình đọc cái giá trị từ cái chân số 2 ha. Để mình đọc cái chữ trong chân số 2, tức là mình sẽ khai báo cái phím được cái này đặt ở đây là trạng thái bằng digital read. Rồi cái hàm này mình sẽ đọc cái tín hiệu từ một chân này, mình đọc tín hiệu từ cái chân là công tắc. Đó rồi, thì cái chân công tắc này mình sẽ đọc tín hiệu của nó, sau đó mình sẽ in ra, nó là serial chấm green line. Nếu mà chúng ta dùng green không có ln thì nó sẽ in theo một dòng, green line là nó sẽ in theo cái dạng xuống dòng ha. Serial green line, tối nay mình sẽ in ra cái trạng thái đi này 0,5 giây, 0,5 giây sau đó nó sẽ nhập tiếp. Đó. Rồi. Chúng ta sẽ start simulation. Vậy đây. Công tắc này khai báo thiếu chữ G. Công tắc. Ok. Rồi thì lúc này chúng ta sẽ mở cái serial monitor bên dưới nè. Đó. Chúng ta thấy là nó đang là không không ha, nhấn công tắc xuống. Đó, nhấn xuống thì nó sẽ ra số 1 nè. 1 nè. Nhấn giữ luôn ha, giữ liền sẽ 1 nè. Có nghĩa là khi mà chúng ta nhấn công tắc xuống thì cái tín hiệu đi qua cổng dây, đi qua cái cổng số 2 này nè, nó sẽ có tín hiệu ha, và là lúc này nó sẽ cho ra là số 1. Còn chúng ta không nhấn là số 0. À, vậy thì khi chúng ta muốn biết công tắc nhấn hay không, chúng ta chỉ cần kiểm tra cái biến trạng thái này. À, nếu mà trạng thái bằng 1 có nghĩa là nút đang nhấn. À, nếu mà trạng thái bằng 0 là nút không có nhấn. Đấy, đó là cái trường hợp thứ nhất. Rồi, đây là cái code ha. Các bạn có thể download cái file này về để chúng ta xem cái code. Và cái trường hợp thứ hai đó là cái trạng thái nút nhấn, nhưng mà lúc này chúng ta không khai báo nó là input mà chúng ta khai báo nó là input pull up. Thì trong cái mỗi một cái chân của cái con của Arduino này đó, nó sẽ có cái điện trở, hay nó có điện trở riêng, tức là nếu mà chúng ta khai báo input pull up như thế này thì chúng ta không cần phải gắn cái điện trở vào đây cho nó, không cần phải gắn cái điện trở vào đây cho nó ha. Đấy, cái trường hợp ở đây mình sẽ có cái mạch như thế này, nhưng mà cái trạng thái của nó sẽ ngược lại, có nghĩa là khi nó không nhấn thì cái không nhấn thì nó là số 1, chúng ta nhấn thì nó là số tức là không nhấn thì cái chân này sẽ nhận tín hiệu là có điện nè, còn khi chúng ta nhấn xuống thì nó sẽ nhận tín hiệu là không. Ở đây nó sẽ ngược lại như thế đó, cái sơ đồ mạch nó cũng hơi khác một chút xíu như thế này ha. Đó, chỗ này thì chúng ta thiết kế cái mặt như thế này. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thiết kế một cái mặt giống như thế này. Nhưng mà ở đây cái mặt này nó tích hợp luôn cái là khi chúng ta nhấn xuống cái đèn led này sẽ trái, giống như bên kia thôi, nhấn xuống đèn led này sẽ trái và chúng ta buông ra thì cái đèn led này nó sẽ tắt. Đó có nghĩa là dùng cái nút nhấn để mình bật tắt cái đèn này luôn. Nhưng mà nếu mà muốn trái thì chúng ta phải giữ nút ha, buông ra thì nó tắt. Đó, chúng ta thiết kế cái mặt như sau. Rồi tôi thiết kế chung cho này luôn ha. Rồi ok, bây giờ đầu tiên mình kéo cái bo vào ha.
Rồi tiếp theo là cái mặt Arduino. Rồi cái nút nhấn, cái chân này tôi sẽ nối với cực âm. Rồi ok, rồi chân này mình sẽ nối với chân số 2. Đấy. À, thì trước khi mình mất cái bóng đèn thì mình làm thử cái đoạn code cho cái này cái để mình kiểm tra xem cái nút nhấn như thế nào ha. Vào code chọn là mặt test, ok continue. Rồi khai báo cái chân của cái công tắc là 2. Rồi pin mode, đây là công tắc, cái này là input full up. Serial chấm begin 9600, mở cái cổng 9600 ra. Rồi tiếp theo ở dưới này mình khai báo thêm một cái biến, đó là cái biến đọc trạng thái công tắc, đặt là trạng thái bằng digital read, đọc cái trạng thái của cái công tắc, tức là đọc cái trạng thái của cái chân số 2 ha. Công tắc index à, 0.readline trạng thái delay dừng lại nửa giây, tùy cái này bạn nào muốn dừng bao lâu thì dừng ha, bạn đang dừng lại khoảng 0.5 giây. Ok rồi, chúng ta thấy là khi chúng ta chưa nhấn nè, khi chúng ta chưa nhấn thì nó là số 1, khi ta nhấn nè, nhấn công tắc xuống thì nó là số 0, là số 0, tức là khi chúng ta nhấn xuống thì trạng thái của nó là 0, còn không nhấn trạng thái của nó là 1. Rồi như vậy thì bây giờ tiếp theo là mình sẽ thêm một cái led, thêm một cái led vào đây để khi chúng ta nhấn nút cái led trái hoặc là buông ra thì cái led tắt. Đó, thì chúng ta thiết kế thêm ha. Đây, ví dụ như tôi gắn vào đây một cái led. Led. Ok, rồi một cái điện trở. Rồi cái chân này tôi nối với cực âm. Cực âm nó có sẵn ở đây. Đây. Rồi cái chân dương. Thì tôi sẽ nối với chân số 3 đi. Đó. Thêm một cái led vào. Rồi vậy thì ở đây mình sẽ khai báo thêm in led bằng 3, tức là cái đèn led này là chân số 3. Rồi thì mình pin mode cho nó led, cái này là output ha, output cái trên là cái chỗ để cái trạng thái rồi. Cái này thì cái hai cái dòng này mình không cần và mình có thể bỏ đi nè. Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra nếu mà cái trạng thái bằng không, trạng thái bằng không tức là có nhấn nút, tức là có nhấn nút. Rồi thì lúc này mình sẽ ghi là digital write led 2, tức là mình ghi cái đèn áp vào cái đèn led ở cái mức cao, tức là đèn led sẽ sáng, còn L ngược lại. Digital bright led low. Đó, thì nếu mà chúng ta đọc cái trạng thái đèn led, nếu mà cái trạng thái nó bằng không tức là có nhấn nút thì chúng ta sẽ ghi vào số 2, nếu trạng thái bằng 1 và không nhấn nút thì chúng ta cho nó là low, tức là cái đèn led tắt. Cái này trường hợp này thì không cần cần phải delay tại vì chúng ta tính theo cái thời gian là nhấn nút luôn. Rồi ok start. Rồi nhấn nút, nhấn nút led trái ha, rồi buông ra led tắt nè, nhấn nút led trái nè, buông ra led tắt nè,
Trái này, tắt này, trái này, tắt này. Ok. Rồi còn một cái trường hợp nữa, một cái trường hợp nữa là chúng ta nhấn nhấn nút một cái, chúng ta buông ra thì led cháy, sau đó chúng ta nhấn một lần nữa chúng ta buông ra thì led tắt. Đó, đó là cái trường hợp tiếp theo ha. Thì trường hợp này tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn trong bài tiếp theo, tại vì cái bài này nó cũng khá là dài các bạn, nhiều quá thì các bạn xem các bạn sẽ bị chán. Do đó là nếu mà bạn nào mà chưa có gành về cái nút nhấn, các bạn nên thực hành về hai cái này trước, hai cái phần này trước để chúng ta cho nó thành thạo hơn cái đi, rồi chúng ta tiếp tục cái phần tiếp theo. Đấy, thì sau đây tôi sẽ thực hành trên cái mặt thật để cho chúng ta xem ha, rồi các bạn cùng quan sát nha. Trường hợp thứ nhất là mình sẽ kiểm tra cái nút nhấn này bằng cách là mình sử dụng cái hàm là input ha, input không phải là input full nút. Đấy, thì đầu tiên mình lắp vào cái bo này. Một cái chở. Chân này nối với 5V thôi. Rồi chân này nối với mắt. Rồi. Một chân nữa là mình nối từ cái chân âm này nối qua cái chân số 2. Ok. Đây. Chân số 2 nè. Rồi cái này nối qua chân âm ha. Rồi đây là hai chân của cái, nói chung các bạn nhìn theo cái. Rồi bây giờ mình trở sang cái mặt hồi nãy ở trên cái trên này thiết kế xong có code, lấy code về. Rồi mở vào công tắc 1 rồi. Ok. Rồi bây giờ mình sẽ gắn cái. Arduino vào. Rồi nạp có theo vào. Kiểm tra cổng rồi ok chưa? Rồi ok, bo Arduino rồi, nạp vào. Ok, rồi mở cái phọt lên. Đang là không ha, rồi nhấn nút này. Nhấn giữ thì chúng ta thấy là cái nó sẽ chạy lên các số 1 ha. Nhấn cái gạt số 1. Đó. Thì lúc này chúng ta đã xác định được cái trạng thái của nút nhấn ha, thì lúc nào chúng ta nhấn, lúc nào chúng ta không nhấn. Đó, đó là trường hợp thứ nhất. Rồi ở cái trường hợp thứ hai là chúng ta sử dụng cái full up, input full up, input full up, thì mình sẽ thiết kế cái này theo kiểu khác chút xíu. Đấy. Là không cần cái chở nè, không cần cái chở, thì cái
một cái chân mình nối trực tiếp với rau luôn. Chân này nè, mình nối trực tiếp với rau, với chân mát và một chân thì mình sẽ nối qua chân số 2. Đó, nối qua chân số 2 ha. Rồi thì lúc này trong cái chương trình mình sửa làm chút xíu. Đó là cái thằng này mình sửa thành input full up. Input full up. Rồi ở dưới này vẫn giữ giống như thật vậy ha, đọc trạng thái. Ok, delay rồi, upload nó lên. Thì lúc này các bạn thấy là trên cái màn hình, trên màn hình nó đang nhảy số 1, có nghĩa là công tắc mình không nhấn thì nó nhảy số 1 ha. Rồi khi tôi nhấn công tắc. Đó, tôi nhấn giữ công tắc thì lúc này trên màn hình nó sẽ nhảy số 0. Đó. Nhảy số 0. Ok. Rồi lắp tiếp một cái led vào. Chân âm nằm nối với rau, nối với chân này cũng được nè. Ok. Rồi, một chân dương của led nối với số 3. Ok, rồi, ở đây tôi sửa trực tiếp trong cái chương trình này luôn ha. Rồi. In led bằng 3. Rồi mình sẽ khai báo nó pin mod bằng led, pin mod led phải đó là output. Ok, rồi bỏ hai dòng này đi. If nếu mà cái trạng thái bằng không tức là có nhấn thì lúc này mình sẽ bị retool right led 2, 1 hay là 2 đều được ha. 2 L ok nạp vào. Rồi thì khi chúng ta nhấn vào đây nhấn công tắc thì đèn trái ha. Rồi buông đây đèn trái đó, nhấn giữ thì đèn trái nè, buông là đèn tắt, nhấn giữ đèn trái nè, buông là đèn tắt đấy. Ok rồi thì bài học đến đây là kết thúc ha. Thì hẹn gặp lại các bạn vào cái buổi học tiếp theo. Tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái cách bạn ta nhấn nhấn công tắc, không phải nhấn buông ra như thế này, tức là mình nhấn cái đèn sẽ sáng, nhấn thêm cái nó đèn sẽ tắt. Thì cái ứng dụng này rất là hay ha. Ví dụ như chúng ta làm một cái cửa cuốn, cái cửa cuốn khi chúng ta nhấn công tắc một cái thì cái cửa nó sẽ tự động nó chạy xuống chừng nào hết hành trình, nó gặp công tắc hành trình nó sẽ dừng lại, và khi chúng ta nhấn một cái nữa của cửa cuốn nó sẽ tự động nó quay ngược trở lên ha, và khi nó gặp cái công tắc hành trình ở bên trên thì nó sẽ tự động nó quay lại. Đó đó là cái ứng dụng rất là hay, hoặc là khi chúng ta ứng dụng trong cái công tắc hành trình để mà chúng ta cho cái xe nó tránh vật cản, ví dụ như nó chạy tới nó va chạm một cái vật nào đó thì tự động nó sẽ lùi lại và nó sẽ tìm cái hướng khác nó đi. Đó thì đó là ứng dụng rất là hay của các công tắc. Thì hẹn gặp lại vào cái buổi tiếp theo ha, mình sẽ hướng dẫn các bạn về phần này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.